Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên đất trại của Đại đạo Thanh niên Hội tổ chức một cái trại hợp bạn cho tất cả thanh thiếu niên Cao Đài. Đây là trại Tiến Bước số 4. Chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà tổ chức ở đây là thành phố Seattle đó, thì vai trò của Thánh thất Cao Đài ít nhiều đóng một cái vai trò rất là quan trọng để mà yểm trợ cho cái trại được thành công. Và sau đây thì chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị những cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày qua và những cái ngày từ ngày đầu mà chúng tôi đến trại này cho đến khi mà chúng ta có được một cái buổi lễ bế mạc. Thì cũng xin thưa rằng là trại hợp bạn của những anh chị em thanh thiếu niên Cao Đài đó là nhằm để củng cố ba mục đích. Cái mục đích thứ nhất là làm thế nào để cho Đại đạo Thanh niên Hội mỗi ngày một phát triển mạnh hơn. Cái thứ hai là làm thế nào để mà tìm thấy được những cái tiềm năng để mà những cái cơ sở của Đại đạo Thanh niên Hội tại các thánh thất được sự yểm trợ của những cái tầng lớp trẻ của giới trẻ của người Cao Đài ở hải ngoại. Và cái thứ ba cuối cùng là chúng tôi được biết rằng là mỗi lần mà các anh em Đại đạo Thanh niên Hội gặp nhau như vậy đó thì là một cái cơ hội rất là tốt để mà các em được có những cái cơ hội được tham dự những cái khóa huấn luyện, những cái workshop để mà về củng cố lại cái đơn vị của mình mỗi ngày một mạnh hơn. Thì đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận được. Và hôm nay cũng xin thưa là ngày Chủ nhật, ngày 7 tây tháng 7 năm 2019 là cái ngày mà cuối cùng của trại và chúng tôi hân hạnh được có mặt. Vào cuối tuần lễ độc lập Hoa Kỳ năm 2019, từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 7, thì tại thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, một kỳ trại sinh hoạt của thanh thiếu niên Cao Đài đã được tổ chức. Và trại Tiến Bước lần thứ 4 này được trọng thể khai mạc vào ngày thứ Sáu lúc 10 giờ sáng, với sự tham dự của rất đông những chức sắc, chức việc của đạo Cao Đài đến từ nhiều tiểu bang và thành phố khác nhau. Chúng tôi ghi nhận có các tiểu bang giống như là Texas, California, Oregon và Washington. Được biết rằng trại Tiến Bước của người Cao Đài được tổ chức cứ mỗi 2 năm một lần và xen kẽ với một cái đại hội của Đại đạo Thanh niên Hội. Năm nay thì Seattle được chọn làm nơi tổ chức vì lý do là sau khi kỳ trại đó thì có một cái chương trình gây quỹ để mà trùng tu cho cái thánh thất ở tại Seattle, cho đến nên các anh em Đại đạo Thanh niên Hội chọn địa điểm Seattle để mà sau khi trại xong đó, thì cũng có thể giúp thánh thất trong chương trình gây quỹ. Đó là lý do tại sao Seattle được chọn làm nơi tổ chức năm nay. Trong 3 ngày trại thì các em thanh thiếu niên Cao Đài được tham dự các trò chơi tập thể và cũng vừa được học hỏi những kỹ năng sống ngoài trời, hiểu biết được tại sao chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên và đặc biệt là các em thông hiểu nhiều hơn về lý tưởng của con em người Cao Đài qua cái sinh hoạt tâm linh. Và chúng tôi ghi nhận bên cạnh các trưởng Đại đạo Thanh niên Hội trực tiếp đưa các em, giúp các em sinh hoạt đến từ nhiều những thành phố và những tiểu bang, những thánh thất khác nhau của người Cao Đài, thì chúng tôi còn ghi nhận sự đóng góp của các trưởng hướng đạo Việt Nam và các thanh sinh hướng đạo Việt Nam thuộc Liên đoàn Việt Hùng giúp các em qua các trò chơi lớn, thiết kế cổng trại, kỳ đài và đặc biệt là khuôn viên lửa trại. Trại Tiến Bước 4 được tổ chức như một trại hợp bạn, do đó nên các em chơi vui những cái trò chơi lớn và các em được cung cấp những cái thức ăn là mỗi ngày như vậy là 3 buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tất cả hoàn toàn là những món ăn chay, đặc biệt đó là của người Cao Đài, khi đi trại thì các em được ăn chay. Và đây là một cái nỗ lực mà chúng tôi ghi nhận là của phụ huynh, của các trưởng và của các thành viên của Thánh thất Cao Đài ở Seattle để cung cấp cho các em có được 3 buổi ăn như vậy. Và chương trình trại được chấm dứt vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 7, ngay sau khi có cái nghi thức gọi là phát thưởng cho các đội xuất sắc, các cá nhân xuất sắc và ghi nhận cái sự đóng góp của các anh chị, các trưởng đã công khó trong suốt thời kỳ chuẩn bị và sinh hoạt trại. Và cũng nhân đây thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị một số những phỏng vấn do chúng tôi và Võ Thiên Toàn thực hiện tại trại hợp bạn Tiến Bước 4 của các anh em Đại đạo Thanh niên Hội. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trưởng có thể cho biết rằng là khi mà chúng ta có cái trại gọi là Tiến Bước 4, có nghĩa là chúng ta có một cái mục đích rất là rõ ràng. Trưởng có thể giải thích là mục đích của trại Tiến Bước 4 là như thế nào dành cho các thanh niên đại đạo đến từ khắp nơi? Trại Tiến Bước 4 đây là lần thứ tư mình tổ chức cái Đại đạo Thanh niên Hội Hải ngoại tổ chức cái trại hè. Thì Tiến Bước đây là cái trại hè của thanh niên Đại đạo Thanh niên Hội đó.
Thì đây là cái trại mà lúc đầu mở ra đó là để trại huấn luyện mà thôi. Nhưng mà vì cái số trưởng của mình nó còn ít cho nên là mình mở rộng nó ra. Những cái trại sau này mình mở rộng nó ra để gồm luôn tất cả những cái em trong đại đạo liên hội mà muốn tham gia cái trại hè của mình thì đều tham gia được. Nhưng mà cái chương trình thì mình chia làm đôi. Những trưởng sẽ có chương trình huấn luyện, còn những em sẽ có chương trình trò chơi và sinh hoạt. Đó là cái mục đích của cái trại Tiến Bước và được tổ chức 2 năm một lần. Và khi mà chúng ta có trại tiến bước của Đại đạo Thanh Niên Hội, có nghĩa là con em của những người cao đài đó, thì những địa phương, những thánh thất nào mà đến tham dự kỳ này đi? Kỳ này chúng ta có 12 đơn vị ở khắp nơi về. Thì thí dụ như là ở phía bên miền Tây nước Mỹ thì mình có ở Seattle đây tổ chức ở đây, rồi thánh thất Portland, thánh thất San Jose, thánh thất dưới Orange County, thánh thất San Diego, rồi đi qua ở giữa thì có Houston, Dallas, rồi Wichita, rồi Atlanta, thì Nashville, Tennessee nữa. Thì đó là những cái nơi mà về tham dự cái trại hè Tiến Bước hôm nay. Nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái đơn vị của Đại đạo Thanh Niên Hội thì đơn vị đó được dính liền với là một cái cơ sở hành chánh đạo của người cao đài, thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên để mà chúng ta có hình thành Đại đạo Thanh Niên Hội, có đúng vậy không? Dạ đúng rồi, Đại đạo Thanh Niên Hội thực ra thì nó là một cái đoàn thể riêng biệt sinh hoạt tại một thánh thất, nhưng mà ở hải ngoại này chúng ta giống như là cái thanh niên của cái thánh thất đó, làm việc chung với lại cái ban trị sự của thánh thất để hợp tác với nhau để sinh hoạt là thanh niên, sinh hoạt cái chương trình thanh niên, và ban trị sự thì sinh hoạt đạo, thì hai bên lúc nào cũng làm việc chung với nhau cả và nó trực thuộc với ban trị sự. Và đặc biệt trong trong cái kỳ trại Tiến Bước 4 này thì các đại đạo thanh niên hội có cơ hội để mà đến tham dự một cái chương trình gây quỹ để mà chúng ta tạo một cái cơ sở của thánh thất của chúng ta, có những cái vấn đề mà chúng ta gọi là renovate, có nghĩa là sửa chữa cho nó khang trang hơn. Thì trưởng khoa có thể cho biết thêm là hiện nay cái chương trình của chúng ta và ngày Chủ nhật á, thì cái ngày Chủ nhật chúng ta tham dự cái buổi nó như thế nào, và cái sự đóng góp của các đại đạo Thanh Niên Hội trong cái chương trình gây quỹ để cho một cái cơ sở thờ phượng của người cao đài ở tại Seattle. Dạ thì thưa trưởng, cái mục đích của việc tổ chức cái trại hè Tiến Bước lần thứ tư ở Seattle cũng là nhằm mục đích là anh em đại đạo thanh niên hội xúm lại đây để cùng nhau giúp một tay trong việc tổ chức tiệc gây quỹ. Thì cái tiệc gây quỹ này là nhằm để sửa chữa một cái cũng như là mấy năm trước, 2 năm trước thánh thất có bị một cái cuộc hỏa hoạn do điện nó xảy ra đó. Thì đây là cái cuộc gây quỹ để lấy một số quỹ để mình sửa chữa và xây cất lại cái thánh thất của Seattle ở đây. Thì anh em tới đây để thứ nhất là tham dự cái trại và sau đó ngày Chủ nhật đó là bế mạc cái trại xong sẽ quay về cùng nhau hợp tác tổ chức cái tiệc gây quỹ và đóng góp trong cái chương trình văn nghệ cũng như là tổ chức cái tiệc gây quỹ. Và khi mà chúng ta đến một cái khuôn viên của đất trại đó thì chúng ta thấy bên cạnh những chiếc áo trắng của Đại đạo Thanh Niên Hội thì có vài anh chị hướng đạo của Liên đoàn Việt Hùng, thì có thể trưởng khoa cho biết cái sự giúp đỡ của đơn vị hướng đạo tại địa phương này đối với lại thánh đất cao đài ở tại Seattle cũng giống như tới Đại đạo Thanh Niên Hội tại đây. Dạ, thì thưa trưởng, thì Liên đoàn Việt Hùng ở Seattle này hôm nay có khoảng 10 trưởng tới đây giúp trong cái việc tổ chức cái trại Tiến Bước này, thì đóng cái vai trò rất là lớn trong cái việc tổ chức này. Thứ nhất là giúp cái việc mà làm cổng trại, làm cột cờ, và ngày thứ bảy đó là sẽ chịu trách nhiệm cái chương trình trò chơi lớn rất là dài mà kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ, thì tất cả các anh em hướng đạo sẽ phụ trách trong cái mấy cái phần đó và sẽ giúp trong cái việc mà làm lửa trại đồ buổi tối nữa. Và cũng trong ngày hôm nay thì bên cạnh những cái chiếc áo của Đại đạo Thiên hội của hướng đạo thì chúng ta còn thấy những chiếc áo dài trắng, thì trưởng khoa có thể biết những cái chiếc áo dài trắng đó của các hiền huynh hiền tỷ của các đơn vị địa phương, những cơ quan hành chánh đạo thì có thể ở nơi nào đến tham dự ngày hôm nay vậy? Thì ngoài các người trẻ ở đây thì có một số
đồng đạo ở Thánh Thất Seattle, trong ban trị sự của Thánh Thất Seattle đại diện tới đây để tham dự cái buổi khai mạc và cái buổi bế mạc. Ngoài đó có một số đồng đạo ở xa về, thí dụ như ở Orange County, rồi ở bên Houston, ở bên Dallas, ở bên Portland, thì đó là một số vị lớn tuổi mà cũng tới để ủng hộ tinh thần các thanh niên ở đây. Xin được cảm ơn trưởng khoa rất là nhiều và thân ái chúc trại Tiến Bước 4 thật là thành công và thật vui. Dạ, xin cảm ơn trưởng nhân rất là nhiều. Kính thưa bà có thể cho biết quý danh và bà đến từ thành phố nào ạ? Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Cài, từ thành phố California, Orange County, Thánh Thất, Orange. Dạ. Và khi mà bà lên đây đó thì bà nhìn thấy tuổi trẻ của người cao đài ở một cái trại như vậy đó, thì bà có thể cho biết cái cảm tưởng của bà dạ? Tôi đi nhiều cái trại lắm rồi, nhưng mà tôi thấy trại nào mỗi một ngày mỗi một thanh tiến, nên thấy đông tôi cũng mừng lắm. Miễn là nơi nào có đại đạo thanh niên hội là có mặt tôi, không biết còn sau này còn đi nổi nữa hay không. Dạ. Vậy cái niềm tin của người cao đài là bà muốn mong muốn cái điều gì khi mà bà thấy cái tuổi trẻ cao đài hiện diện ở cái trại này đông hơn những kỳ trước? Theo nguyện vọng của tôi, mong muốn là tuổi trẻ này nó sẽ tiến lên, nó sẽ nối gót theo những cô bác già này, nên mà nó làm đạo có thể thành công được ở nước ngoài. Và ở cái tuổi của bà cũng là tuổi hạt rất là cao, nhưng mà khi mà bà đi trại như vậy đó thì bà phải trải qua những cái thử thách nào, đi đứng như thế nào bà vượt để mà vượt qua để mà đến được cái ngày trại cho nó vui vậy thưa bà? Tôi đi đứng thì cũng bình thường, mặc dù sức khỏe thì có nhưng mà cái chân tôi nó không được tốt thôi, vậy thôi. Nhưng mà nơi nào có tuổi trẻ cao đài thì có mặt của bà? Có, nơi nào có tuổi trẻ là đại đạo thanh niên hội là có tôi. Rồi không biết từ đây về sau tôi còn sức khỏe hay không, tôi cũng cầu ơn trên chí tôn Phật mẫu ban cho tôi có sức khỏe để tôi đi, có những nơi nào mở trại thì tôi vẫn có mặt. Như vậy là hẹn bà năm sau ở tại Washington DC. Yeah. Cảm ơn. Trưởng có thể cho biết quý danh và vai trò của trưởng trong đơn vị của Đại đạo Thanh niên hội ở tại thành phố Seattle cũng giống như là trong ban trị sự ở tại Seattle. Dạ thưa anh Nhân, tiểu đệ là Lâm Nguyên, ở Thánh Thất thì gọi là chính, tại theo thứ chính. Ban trị sự thì em là thông sự của tộc đạo Seattle, cũng là hội trưởng của Đại đạo Thanh niên hội Washington ở Seattle. Và khi mà chúng ta có một cái trại Tiến Bước 4 được tổ chức ở tại Seattle đó, thì cái vai trò của đơn vị của Đại đạo Thanh niên hội ở đây như thế nào? Cái vấn đề phối hợp sao? Hiện tại thì trong cái trại Tiến Bước lần thứ tư này đó là giao cho trọn vẹn quyền cho trưởng khoa, đây là Trương Nguyễn Đăng Khoa. Thì khoa là phối hợp duyên giữa các hội... của các hội đại đạo thanh niên hội ở các tiểu bang khác. Thì tạm thời là tại vì bên thanh niên chỉ hỗ trợ ban trị sự, thì Nguyên là thông sự, cho nên giúp về phần ban trị sự nhiều hơn là giúp cho cái trại này. Thì đứng ở giữa chỉ là người liên lạc giữa khoa và ban trị sự. Và khi mà chúng ta có một cái cơ sở hành chánh đạo của người cao đài đây thì nó được thành lập từ năm nào và hiện nay con số tín đồ như thế, chúng ta có được bao nhiêu? Sự thành lập của ban trị sự địa phương thì nó cũng qua một cái giai đoạn rất là dài, nhưng mà khởi xướng đó thì theo cái hiểu biết của Nguyên đó là từ năm 1989, đó là những cái vị tiền bối của mình thành lập ra. Nhưng mà cho tới khi mà Nguyên biết được đó, thì tới năm 84, xin lỗi, cái thời gian trước đó là 79, thời gian Việt Biên. Nhưng mà tới năm 84 đó, Nguyên mới bắt đầu sinh hoạt với lại ban trị sự ở Seattle. Nhưng mà lúc đó chỉ là một cái ban văn phòng của đạo thôi. Có rồi thời gian không có được nơi ổn định, chỉ là mượn nhà để mà có nơi thờ cúng. Nhưng sau khi thay đổi những cái nơi sinh hoạt đạo rồi đó, thì gom hết
ở Tacoma, ở Renton, cộng với lại ở downtown Seattle, gom lại bán tất cả những cái đó mới có một cái chỗ cơ sở hiện tại là ở đường Orchard, cũng tại Seattle. Thì gọi là Thánh Thất Seattle hiện nay, bắt đầu từ khoảng, theo cái tầm nhớ của em á, là khoảng năm 90-91. Và khi mà chúng ta thấy có người cao đài là có Thánh Thất, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái sinh hoạt của thanh thiếu niên là tổ chức đại đạo thanh niên hội. Nhưng mà hiện nay các em thiếu nhi thì như thế nào? Nó có cơ sở sinh hoạt nó ra sao hay là chỉ có chương trình giáo lý mà thôi? Hiện lúc trước, tại vì Seattle cũng là một nơi ở ít tín đồ, ít người Việt, nhưng mà là ít tín đồ cao đài. Cho nên số thanh niên cộng với mấy em nhỏ thì cũng ít. Hiện tại thì là đang dùng cái lớp Việt ngữ Minh Đức để mà có nơi hội tụ cho mấy em trẻ. Trước là tới học chữ Việt, sau đó cũng nói sơ qua những cái phong tục đại khái cho mấy em để biết qua cái phong tục tập quán của người Việt. Nhưng mà phần lớn là dùng song ngữ để mà dạy mấy em. Thì cái phương tiện lớp Việt ngữ là cái nơi hội tụ để cho duy trì cái sinh hoạt của giới trẻ hiện tại của Thánh Thất Seattle. Và được biết rằng hiện nay Thánh Thất cần có một cái ngân sách để mà có thể sửa sang để cho khang trang hơn. Thì kế hoạch nó hiện nay như thế nào rồi, dạ thưa Hiền Huynh? Cũng rất đau lòng qua một cái trận hỏa hoạn của 2017 đó. Cho nên Thánh Thất đang lúc xây cất lại bị cái hỏa hoạn, thành ra giống như là phải bỏ dở rất lâu và tài chính rất eo hẹp. Cũng cho nên mới kêu gọi sự giúp đỡ của các huynh tỷ tại một các nơi cũng như là các mạnh thường quân, các vị đạo tâm. Thì tài chánh cũng được nhờ cái sự nhiệt tình của quý vị quan tâm, sự thương mến của đồng hương mình ở đây giúp đỡ từ mấy năm nay. Thì bây giờ cũng được là về cái phần tiền bạc đó thì đã đủ sức để mà trả cho nhà thầu, nhưng mà phần nửa đó là chỉ mượn thôi, mình mượn. Những cái buổi gây quỹ sắp tới đây, nhất là ngày Chủ nhật tới đây đó, là một cái cơ hội để tạo thêm một số quỹ để mà trả lại những cái tiền mình đang mượn để mà hoàn tất cho cái việc xây cất. Thì dự trù cái sự hoàn tất xây cất Seattle thì lối khoảng chừng cuối mùa hè là có thể xong về cái phần bên trong, nhưng mà bên ngoài chắc cũng phải là cuối năm. Và cuối cùng thì Hiền Huynh có thể chia sẻ là khi mà chúng ta có một cái cơ sở thờ phượng của người cao đài như vậy đó, thì ý nguyện của Hiền Huynh như thế nào trong tương lai đối với cái nền đại đạo? Bấy lâu nay cái sự ao ước của giới thanh thiếu niên cao đài của đạo ở tại địa phương Seattle đó, thì muốn có một cái nơi thờ tự vừa ít ra tương đối nó có rộng rãi, có tiện nghi tối thiểu để mà mấy em nó có nơi ấm cúng, có nơi sáng sủa để mà sinh hoạt. Thì cái nguyện ước là khi sau khi thành cái việc xây cất mà nó hoàn mãn đó, thì ít ra có những cái phòng ốc cho mấy em nó sinh hoạt riêng, chứ bấy lâu nay thì chỉ sinh hoạt chung với lại chư huynh tỷ lớn, rồi nó có nhiều cái bất tiện vì cái sự nhiệt tâm ồn ào của mấy em, nó làm hơi mất trật tự với lại hơi phải nói là hơi xáo trộn trong cái phần mà sinh hoạt chung người lớn và mấy em nhỏ. Chúng ta rất cần một cái nơi rộng hơn chút xíu. Dạ, rất cần một nơi được tương đối khang trang, rộng rãi và ấm áp để làm phương tiện cho giúp ban trị sự cộng với lại mấy em thanh thiếu niên. Dạ. Xin cảm ơn Hiền Huynh và cảm ơn trưởng rất nhiều. Dạ, em xin cảm ơn anh Nhân, cùng xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn. Trước hết trưởng có thể cho biết rằng là cái chương trình trại mà Tiến Bước 4 này nó sẽ được như thế nào, nó xảy ra từ ngày tối thứ năm và cho đến ngày Chủ nhật, thì chương trình trại tổng quát là như thế nào? Dạ thì kính thưa trưởng, thì trại Tiến Bước kỳ này đó mình sẽ được tổ chức từ được 3 ngày. Thật ra là trại là 3 ngày, thì ngày đầu tiên là thứ năm đó là ngày July 4, thì tất cả các nơi cũng các anh em trong ban chấp hành ban tổ chức thì cũng ráng làm sao sắp xếp cho các em với lại gia đình thưởng thức cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ, xong rồi tới tối thứ năm thì sẽ tụ tập lại, và sáng thứ sáu là sẽ bắt đầu chạy.
thì trại sẽ kéo dài từ sáng thứ sáu cho tới sáng chủ nhật, thì tính ra là hai ngày hai đêm, và tới sáng chủ nhật thì mình sẽ kết thúc. Và khi mà chúng ta nói trại sinh của trại Tiến Bước thì hiện nay trại sinh đến từ những thành phố nào và con số trại sinh là bao nhiêu? Kỳ trại kỳ này đó thì tính trên dưới cũng khoảng 100 người trong trại sinh. Thì trại sinh có từ khắp nơi ở trên nước Mỹ, như là ở Houston, ở Nam Cali, ở San Jose, ở Dallas, ở Tennessee, ở Oregon, thì còn một số ở Washington DC, và một vài người ở Washington DC, và rất tiếc là còn một số trại sinh ở Boston có liên lạc với Thi, thì tuy nhiên vì bận chuyện gia đình sắp đặt không được, mà cũng rất muốn và các anh chị đó và gắng là ráng làm livestream để các anh chị ở nhà cũng theo dõi. Và khi mà nói người cao đài đi trại thì vấn đề dinh dưỡng, vấn đề ăn uống, thức ăn thì như thế nào? Có những cái căn bản nào mà nó khác hơn những cái đoàn thể thanh thiếu niên thường ở ngoài không? Thưa trưởng, thì đặc biệt là đoàn thanh niên của đạo cao đài từ xưa đến giờ theo truyền thống của đạo cao đài, thì một khi đi sinh hoạt như tập thể như vậy và sinh hoạt theo trong môi trường của đạo thì tất cả đều là ăn chay, và đồ ăn thức ăn chay thì thường là các trưởng lớn là lo cho các em. Và tuy vậy, nếu mà mình tổ chức ở đâu mà có thánh thất đó thì đồng đạo ở đó thì cũng ủng hộ các em, và đồ chay, thức ăn chay của từ các thánh thất cũng đem tới cho các em trong đầy đủ các ngày chạy. Và về mặt dinh dưỡng thì tất nhiên ăn chay là mình tốt cho sức khỏe rồi, và cái thứ hai nữa là nhẹ nhàng cho các em nhẹ, cơ thể các em được nhẹ nhàng và các em được sinh hoạt rất là mạnh dạn hơn. Tại vì nếu mà ăn mặn thì theo mình anh biết đó, thì ăn mặn mà ăn nhiều quá thì nhiều lúc chơi các em ngủ qua đêm, với em ngủ qua đêm thì cũng em ngủ sẽ rất là mệt mỏi. Thì nếu mà ăn chay mà thức rồi ăn chay rồi đi chơi nhiều vậy, nhưng mà khi mấy em thức dậy mấy em rất là nhẹ nhàng. Đó là cái kinh nghiệm mà như là từ xưa đến giờ, mà cả mười mấy hai chục năm nay khi sinh hoạt thì thấy mấy em tuy đi chơi ăn chay nhưng mà mấy em lại rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Và bên cạnh một cái vấn đề dinh dưỡng như vậy đó, thì cái món ăn tinh thần mỗi ngày ở trong đất trại như thế nào, giờ tinh thần được tổ chức ra sao? Thì giờ tinh thần thường là giờ tinh thần được tổ chức vào sáng, mỗi buổi sáng khi mấy em vừa thức dậy, mấy em làm vệ sinh cá nhân xong thì mấy em sẽ được tập thể dục. Mà khi tập thể dục đó thì tinh thần các em còn đang sảng khoái để mà sẵn sàng đón một ngày mới, thì có một giờ tinh thần ít nhất là khoảng nửa tiếng nói về cho các em biết về, thứ nhất là nếu mà các trưởng có chuẩn bị về những cái giáo lý căn bản của đạo thì cho các em biết, hai nữa là nếu mà không có chuẩn bị những cái giáo lý căn bản của đạo thì dạy cho em những cái kể cho em các em trại sinh những cái câu chuyện về đạo đức làm người, đạo đức trong xã hội để trở thành một người tốt trong xã hội. Và khi mà chúng ta có những cái sinh hoạt giống như là vấn đề dinh dưỡng, đời sống tinh thần, thì các trò chơi của các em sẽ được chuẩn bị như thế nào, và có được sự hợp tác nào của các đoàn thể bạn không? Trong các trò chơi đó thì tất nhiên trong mỗi kỳ trại đó đều có cái trò chơi gọi là trò chơi lớn. Thì may mắn là kỳ này, là trại Tiến Bước kỳ này là tổ chức tại Seattle, thì trại Seattle có một cái liên đoàn hướng đạo rất là lớn ở đây tại Seattle, là liên đoàn hướng đạo Việt Hùng. Thì kỳ này thì cũng nhờ sự giúp đỡ của đoàn liên đạo hướng đạo Việt Hùng tại địa phương giúp cho trại sinh kỳ này là trò chơi lớn. Trò chơi lớn thì giống như là đôm na là giống như mình chơi trò chơi đi kiếm kho báu vậy đó. Sẽ mất hết khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì các em rất là hào hứng và chờ đợi cái trò chơi này ngày mai vào thứ bảy. Và khi mà chúng ta thấy sự hiện diện của các trưởng của Đại đạo Thiên Liên Hội thì cũng có các bàn trị sự hay là các chức sắc chức việc ở các địa phương đến, thì trưởng Thi có thể cho biết thêm rằng sự hiện diện quan trọng như vậy nó có ảnh hưởng như thế nào đối với sinh hoạt của Đại đạo Thiên Liên Hội, đối với lại những cái cơ sở hành chánh đạo? Dạ thưa anh, thì đó cũng là một cái món ăn tinh thần rất là lớn đối với các em, đối với các trưởng cũng như là các trại sinh của các em. Khi mà có mặt của các quý huynh tỷ lớn tuổi trong các bàn trị sự
trong các tính thất mà có mặt để có mặt trong ngày khai mạc, cũng đó là nói lên cái sự ủng hộ của ủng hộ tinh thần rất lớn của các quý huynh tỷ đi trước truyền lại cho thế hệ kế thừa. Thì đó, thì như ông bà ta nói, tre già măng mọc, thì khi quý trưởng, khi quý đồng đạo tới và quý ban trị sự tới mà thấy các em như vậy, thì quý trưởng của quý đồng đạo cũng rất vui là thấy tương lai, cái tương lai của đạo có được cái mầm non. Như là chúng ta thấy thì trong một xã hội thì tuổi trẻ là cái sức mạnh để mà đem cái xã hội tiến tới, thì trong đạo cũng vậy. Thì khi quý huynh lớn tuổi, quý huynh tỷ lớn tuổi thấy được cái thế hệ tuổi trẻ có mặt ở đây thì lo cho luyện rèn luyện đạo đức cũng như cái khả năng của mình, cái kỹ năng của mình, thì quý huynh rất là vui mừng. Và nói tóm lại thì sự có mặt của quý huynh tỷ lớn tuổi đó là một cái động lực rất lớn so cho với cho thế hệ kế thừa tiếp nối con đường đạo của quý vị trong tương lai. Và khi mà chúng ta có một cái chương trình sinh hoạt ở đất trại đó, thì từ trẻ em từ mấy tuổi tới mấy tuổi, và cái chương trình hiện nay đó, cái focus, cái tập trung của Đại đạo Thiên Liên Hội là thanh niên, thì trong tương lai những trẻ em mà thiếu nhi thì như thế nào, chúng ta có chuẩn bị một cái tương lai để đưa cho các em đó đi vào sinh hoạt? Dạ, thì cảm ơn trưởng. Thì hiện thời bây giờ thì Đại đạo Thanh Niên Hội tại hải ngoại này, chúng em chưa có được chuẩn bị một cách kỹ càng về cái chuẩn mực cho từng lứa tuổi như là bên hướng đạo, tại vì như anh Hiếu đó, đây là đoàn thể của tôn giáo, cho nên phụ huynh hãy có con em là cứ đem tới để cho có cái chỗ sinh hoạt về giống như là cùng tôn giáo với nhau, cho nên cái lứa tuổi vẫn còn rất là khác biệt. Tôi có những cái lứa tuổi từ 6-7 tuổi cũng có, 14-15 tuổi cũng có, và mười mấy 20 tuổi cũng có, các em đều sinh hoạt chung với nhau. Nhưng đó là cái khuyết điểm mà cái khuyết điểm mà tụi em các trưởng đều ráng cố gắng để phát triển và improve, tức là tiến lên sau này là sẽ trong tương lai sẽ có một cái handbook standard cho mỗi từng lứa tuổi để sinh hoạt với các em được dễ dàng hơn, và các em sinh hoạt cùng lứa tuổi với nhau thì nó phát triển đều với nhau hơn. Hiện thời bây giờ thì vẫn chưa có, và trong tương lai thì tụi em đó là cái kế hoạch trong tương lai chúng em sẽ làm. Và cuối cùng thì trưởng thi có thể cho biết thêm đó là hiện nay cái tổ chức của Đại đạo Thanh Niên Hội ở hải ngoại thì như thế nào, ai là cái người sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính, hay là ai sẽ là cái người chịu trách nhiệm đối ngoại đối nội là như thế nào vậy? Dạ, thì từ lúc mà thành lập Đại đạo Thanh Niên Hội đầu tiên trở lại tái thành lập tại hải ngoại đó là vào năm 1996, thì lúc đó thì mỗi địa phương, mỗi nơi có thánh thất đó, những nơi nào có thánh thất mà có khả năng thành lập Đại đạo Thanh Niên Hội đó thì vẫn tổ chức thành lập là Đại đạo Thanh Niên Hội. Tuy nhiên sau đó khoảng 4 năm, 5 năm tới 2001 thì tất cả anh em có một cái đại hội, cho nên khi trong cái đại hội đó thì tất cả các anh em thanh niên Cao Đài tụ tập về và đã bầu ra một cái ban chấp hành chung cho tất cả các nơi, tức là một ban mình gọi chung nôm na là ban chấp hành trung ương tại hải ngoại. Thì trong cái ban chấp hành đó được những anh em trong ban chấp hành, thành viên trong ban chấp hành đó là được bầu lên bởi cái đại hội đó, và phần đông lúc nào cũng vậy hết, là không có một những thành viên trong ban chấp hành đó là những thành viên ở những địa phương khác nhau, như là ở Houston, ở Dallas, ở Nam Cali, ở Bắc Cali, thì trong ban chấp hành đó đều có một cái thành viên của những cái địa phương khác nhau. Thì anh em ráng giữ liên lạc với nhau để mà làm việc với nhau qua phone, qua conference call, để lúc nào cũng giữ được cái tạo ra cái sự sinh hoạt cho các em mỗi năm. Và khi mà chúng ta có một cái trại Tiến Bước 4 như vậy đó, thì trong tương lai Tiến Bước 5 sẽ được chọn lựa như thế nào, và cái tiêu chuẩn nó là sao? Tại vì thấy mỗi ngày Tiến Bước một đông hơn, cho đó nên tiêu chuẩn có nghĩa là mỗi ngày một cao hơn, thì cái objective, cái mục đích chính của mình muốn có được cái trại Thẳng Tiến 5 từ Thẳng Tiến 4, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình gì để mà chuẩn bị cho tương lai của Đại đạo Thanh Niên Hội?
Dạ, thì cảm ơn anh. Thì mỗi trại tiến bước trong hiện trong quá khứ đó, từ tiến thứ 1, tiến bước 2, tiến 3, tiến 4 như lần này đó, thì là 2 năm một lần. Tuy nhiên, ban chấp hành có đã bàn qua là nếu mà chúng ta 2 năm một lần đó thì có thể là hơi lâu. Tuy nhiên ở xen kẽ 2 năm một lần lại có đại hội, thì các anh chị em trong ban chấp hành cũng đã đưa lên kế hoạch là có thể rằng mỗi năm tổ chức tiến bước cho các em mỗi năm, để cho mấy em gần gũi nhau, được gặp nhau nhiều hơn. Thay vì 2 năm một lần thì trại tiến bước sẽ gặp nhau nhiều hơn trong tương lai. Và trong trại tiến bước đó thì tất nhiên các em gặp, mỗi lần gặp nhau thì các trưởng sẽ ráng cố gắng làm việc chung với các trưởng hướng đạo để mà học hỏi thêm những cái hay của bên chương trình hướng đạo để áp dụng vô cho các em ngày một khác phát triển hơn và khá hơn. Thì cái hướng đi của trại tiến bước thì làm sao cho các em được đông hơn, thì ăn thua cái chương trình thì các trưởng sẽ ngồi lại và có thể sau này có những chương trình khá hơn và hay hơn, áp dụng vào đời sống hơn, về tâm linh giống như dạy cho các em làm sao ăn uống làm sao cho được khỏe khoắn. Cái thứ hai nữa là phải giữ vệ sinh giống như yêu thương thiên nhiên. Và cái thứ ba nữa là làm sao trở thành một người con tốt trong gia đình, và rất là quan trọng trong thời đại này, và làm sao thuyết phục được mấy em hãy dám giảm bớt những cái việc sử dụng những cái internet hay là những cái electronic device, phone, để các em có nhiều thời gian với gia đình. Thì đó là cái mục tiêu trong tương lai của các quý trưởng, để làm sao để các em có nhiều cái sự kết nối với gia đình, communication với cha mẹ hơn nhiều hơn. Yeah. Xin được chúc trưởng Thi và tất cả những anh chị em trong cái ban chấp hành của Đại đạo Thanh niên Hội, và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những cái sinh hoạt của Đại đạo Thanh niên Hội, và hy vọng lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái chương trình rất là cụ thể cho các em thiếu nhi. Dạ, xin cảm ơn quý đại.